Xin chào cô chú anh chị và các bạn nhé. Hôm nay mình có đi qua đường Bùi Minh Trực này vào buổi trưa này. Nay qua đây mình chia sẻ đến cô chú anh chị bạn đó là tiệm bánh canh giò heo này. Thấy ở đây bán là rất đông khách nhé. Mình quay giới thiệu đến cô chú anh chị bạn ai có ở gần khu vực này thì mình ghé đây mua thưởng thức nhé. Ở đây ở địa chỉ tại đầu hẻm số 351 đường Bùi Minh Trực, phường 6 quận 8 ấy cả nhà. Thời gian ở đây mở bán từ 12 giờ cho đến khi bán hết thì thôi đấy. Bây giờ mình đến đây là anh chị mới mở bán này. Khách đợi rất đông này. Xếp hàng đợi mua bánh canh giò heo với cả nhà. Sau đây mình sẽ vô quay khám phá giới thiệu đến cô chú anh chị bạn cùng xem nhé. Đó, bây giờ mình vô trong nồi bánh canh này. Thấy hấp dẫn với cả nhà. Thì trong nồi toàn giò heo với cả xương này. Bánh canh để trong cái nồi luôn đấy cả nhà. Dẫn luôn đó. Chị vô ngoài đứng đi chị. Chỗ em ra nước soi á chị. Sao đừng cho người ta đứng đây sao? Khi nói cho đi đứng đi. Chỗ em ra nước soi chị. Ngày nào cũng có phỏng hết á. Đi cũng soi ra đi. Nhà theo. Khách đợi mua rất đông này. Đó bà rồi cả bà rồi cả. Này có ai vậy ba? Ai này có ai vậy ba? Hai mẹ con cái gì? Tự bán đi, 12 giờ mới bán. Có hai mẹ con cái gì đó? Sao la hoài? Là ba người luôn đó, cái người đó là ba luôn đó. Dạ con một. Đây đúng 12 giờ mới bán cho cả nhà. Đến sớm mà mình phải đợi. Sao để em bưng cho xa xa sao mới còn. Đứng cho người đứng ở đây sao kìa, đứng cho người đứng ở đó. Đổ ra nước sôi mà ngày nào cũng hỏng người hết trơn. Đây là có cái chả Huế này. Đây anh chị bán là giá tiền là 30 ngàn một tô nhé cả nhà. Dù mình có ăn thêm thì tính tiền thêm đó. Bảy bịch nhưng mà có bịch lấy cho em cái hộp nha. Có bịch lấy cái hộp. Bây giờ bảy phần có phần vô bịch bằng vô hộp. Có phần kia để vô cái hộp á. Lấy móng rồi. Mà đâu mà. Giờ đồ đạc của em là bây giờ 7 phần là 224, 226 nha em. Ủa anh này trước mà ba. Có, em người ta chưa trước. Anh này hồi ta sáng người ta lại rồi. Anh này sáng tới giờ là 2 lần rồi. Giờ có ảnh cái gì? Ảnh ba bịch nãy anh dặn rõ vàng mà. Ba bịch sao hả? Ba bịch đi, hai bịch kia là 300. Cái bịch đi,
giờ lỡ rồi cũng cái này xong đi có lẽ là ba bộ rồi sao lỡ rồi 226 hai triệu có 74 có một phần trên vô cái hộp tiếp 26 hả ba? Cái vô cái hộp cộng thêm 2.000 đó. Không cả nhà. 6 bịch hả? Ủa, chị và bạn ai có ở gần khu vực này thì mình ghé đi mua về thưởng thức. Cái 6 bịch cái hộp luôn đó. Đây là khách mua về rất đông. Anh ơi qua đây lấy chanh nước giùm nha. Đây có hai anh chị đứng bán người múc người đóng bịch cho khách. Rồi có anh một bịch lý giò, hai bịch không giò đúng không? Là 92.000 anh. Đây cả nhà thấy không? Chả này. Chả Huế. Cái lại ngồi đi. Trời, cái đang múc cho người ta. Quá trời, có ba tôi cũng chăn quần giờ hết ý đường làm. Vậy cứ ngồi đi, lại múc hai tô nữa cho múc cho người ta xong múc được. Cái này hai bịch của lại em đi vô luôn anh. Rồi vô đi. Hai bịch của hai mắt con cái gì đó số 2.
của anh 128. Tên gì vậy em? Ăn vặt Sài Gòn á chị. Hả? Ăn vặt Sài Gòn á, bữa có vay quay đây 1 lần rồi đó. Chú quay rồi. Dạ, dạ. Chú quay 1 lần rồi em ơi. Dạ đúng rồi. Lâu quá rồi quay giới thiệu lại cho mọi người biết. Toàn thịt sắt này. Cái này 20. Dạ. 20 ngàn đó. 20 ngàn. Thấy hấp dẫn không? Hai tô đi tiên lúc luôn. Cậu ở xuống này đi. Mai đừng lại nhào vô bàn này nữa anh ơi, em không cho vô đâu. Chỗ bàn ta bán bu lu bu á chứ em không cho vô nữa đâu. Không có hành. Không có hành. Không có hành nữa. Anh ơi, đậu xe thôi. Còn 50, còn 50 tủ. Vô vé giùm đi. Chụp cái gì? Bố liu đi, bố liu đi cho đã. Rồi, có 150. Con có theo chung. Cảm ơn con. Lấy giờ, không trả không hành không tiêu. Đang đi. Sáng nay cửa bước vô còn khó với cô á. Đại, đến 3 bình quyết nha. Cửa vô à. Cửa vô à. Ai cô được không? Nhưng cô gói đi. Vô bàn rồi. Vô bàn rồi, nói tên đó có người hỏi cho. Này có một tính nè, tính nè. Ai có gói với nè. Không, không, vô bàn rồi đi, nói có người hỏi cho. Em không hành mục tiêu. Hết bánh canh nè chị, hết bánh canh nè. Từ từ nghe, cái này của người ta. Ở bên cạnh của em hỏi nước chung hay nước chiên? Của em nước chung hay nước chiên? Hỏi cho hỏi cho thì cho hỏi cho. Mẹ biết rồi. Con biết rồi. Biết rồi. Không 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 biết rồi. Cả nhà thấy không? Khách ngồi đông không? Ngồi cái dài con hẻm không? Cả trong nhà nó. Cảm ơn chị.
một màu đen để qua bên ống. Mình mới quay một xíu mà gần hết một cái nồi nữa cả nhà. Đây là một buổi anh bán 5 nồi á. Bên kia là năm có 5 cái khay bánh canh nữa. Cơm kìa mọi ơi. Sao cắm cái này không nói được em? Quê em hai cục hả? Sườn bồ này. Giải gì vừa nãy giải mắt với vô đầu. Bỏ tha, bỏ vỗ ra đi cho ta đi giữa cho hai đứa bạn chia nhau nha, hai người làm đi. Người đổ người sang gì đâu, cái gì cũng dành làm hết. Đoạn sườn mới giò heo mới dẫn luôn cả nhà. Một bánh canh tràn vào đây. Rồi, rồi, cảm ơn em. Sao dục thì xuống dưới thằng lưới kia, dục xuống. Nắp kia kêu sáng, nó kêu mạng. Lát để em đi hỏi ăn cái gì, bế đầu mới trả lời. Thì nó cho nhào ở đây, tới tấp không có biết được làm. Anh vào Sài Gòn du lịch á. Sài Gòn du lịch hả? Dạ. Cái này thì nào mới có phương tiện. Mấy ngày rồi. Đâu? Ba người đó đó anh Sơn. Móng á em ơi, giờ vớt không được, đụng một cân. Móng á, móng cân á, chứ vớt cân không được, móng á. Ủa em có dặn chưa hay là có dặn? Đó, có biết rồi, đợi xíu, đợi xíu. Đang lỡ người to vậy. Hay đâu rồi anh cả. Chú Bàn ngồi đi lát có người hỏi cho chú Bàn ngồi hết đi. Sáu kiếm khách kêu bàn ngồi hết cho em đi. Cái này là nồi huyết với cả xương giò này. Điểm cái đầu gối cho khách này. Chú bàn ngồi đi lát với người nữa chứ. Chú bàn ngồi hết đi. Thank you.
mà mới vớt được. Ngon mấy bạch hẹ. Giờ giờ anh tí hồi đợi xíu cái đuôi nó nổi lên hút liền cho cưng mà biết rồi. Nó mất rồi, cái đuôi nó mất rồi. Con bánh thêm, con bánh thêm nãy tôi bánh thêm rồi đó bạn. Ủa anh Hải bao là từ 96 anh Hải. Có bình nó thì 30 28 chị. Có đưa bình anh em không? Vô trong cái cửa đó chị lấy cho anh em đi. Giờ của chị. Nghe cửa đó chị. Mua cho thấy bé chân nó mua đó. Nãy giờ tôi đang dặn. Đó mày chờ đằng kia trước, đằng sáu đằng kia trước đi rồi tới đây. Đằng kia nó tới đằng đây nó còn ăn. Biết rồi đằng đây nè. Đó các bạn số 2 đó. Này bà đưa đó. Cái kia có vào, chị có đi lấy gì lấy cũng không đợi anh kiếm nhà lên ra nè. Anh Hàng Quyết á. Ủa anh thêm một bịch về là sao? Bịch đầy đủ là sao? Không, bịch giả hay gì? Không có lấy gì nữa. Nó lấy giả không? Không, 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 không lấy gì nữa. Không lấy cái hành đâu, không lấy tiền nữa. Của anh đó hả bà? Của anh này? Có lấy quyết mà. Hả? Không? Không, không. Bọc quyết. Ba bọc cái bọc quyết lên đi. Không, quên lộn rồi. Quên em biết thắng thêm. Khách bây giờ vẫn chờ mua về quá đông. Bán 5 nồi bánh canh chỉ có vài tiếng đồng hồ trên vỉa hè Sài Gòn. Biết rồi, biết rồi. Bánh canh quá lợi hại. Tô rồi mà cái bọc rồi tô này 20 30 bao nhiêu là? Rồi em có chứng quyết hả? Là 40 á. Anh Sáu đừng đừng kêu khách ra đây đi. Rồi rồi. Em dối quá, em hết biết đường làm mà kêu kêu khách đi ra đây tính tiền đi. Thì trong nhà có hai tô, con lấy bánh canh. Hết bánh canh. Đợi chút xíu đi em, đợi chút xíu đi làm mất kẹp đi. Hết bánh canh này. Để nữa mình xíu. Nó lại dùm chút xíu, vậy người ta lại trước chưa có, nó hối quá mà. Ủa anh Sáu, anh này đưa nhiêu tiền à? Đưa 60 ngàn. Anh Sáu đừng lấy tiền nữa, khách lại đây tính tiền đi. Chị, em gửi tiền đi. Chị giống lại đi. Chị lại mà lấy. Đi chút lại nữa rồi. Em đang bị... Khách đông quá, cũng bán kịp luôn đó cả nhà. Rồi, rồi. Khách đến là phải đợi. Thank you.
chút xíu dùng luôn. Đuôi heo một ngày chỉ có mấy cái đuôi thôi, mấy cái rồi cái cả nhà thấy khách ngồi đợi nhỉ, quá trời kín con khỉ. Thường trước đi các em uống liễu, giờ tới hai tô đặc biệt, tô lấy bánh canh. Đậu lên xe con nè chị, đậu lên xe con nè. Hai tô đặc biệt, tô không có bánh canh đi. Cho con này còn bưng không? Thầy ơi, quên quên con này lại đứng đây thôi chú kìa. Con không lấy bánh canh, cô đó không lấy bánh canh. Anh Sáu, hai con này là anh Sáu đi tốt ở dưới bàn số 5 á. Để đây. Một tô nữa mới đủ hai người tốt ở dưới bàn số. Rồi tới con bé này nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá luôn rồi này. Chùm bánh canh ở Sài Gòn này. Ủa em hai tô bán tiếng vài tiếng hết năm nồi. Ông già với cánh chung ha. Bên cạnh thôi thì mình cấp lên.